Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 kêu trời, mùng 10 Phật thương, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, vận số đã đến giờ vàng, đã điểm vào giàu sang chạm nóc trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước chưa phát triển Internet hay còn ban sơ, nên cái thế giới quan nhân sinh quan của Nhâm Tý nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ nhiều lắm, là một Nhâm Tý sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong cô bác anh chị hiểu trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần, sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu. Đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam. Cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Nhâm Tý ta đáng được hưởng. Mong cô bác anh chị sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài, hoặc chí giả có thể Nhâm Tý sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế. Nhưng thời thế sẽ có cách để ép cô bác anh chị phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể. Cứ nắm lấy cơ hội nếu thấy tiềm năng có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn là để sử dụng không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp cô bác anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Quý khán giả thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái giàu sang, hạnh phúc và an bình. Là ba thứ mà ai cũng truy cầu theo đuổi trong cuộc đời này, thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người. Mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau nên ba từ vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 chính là con giáp có vận số biến động khôn lường. Ứng với hai chữ số kiếp, nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò. Sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo, vận trình của bản mệnh có những điểm sáng bất ngờ do được thần Phật phù trợ. Nhâm Tý là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc, tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả, đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch 2024 tới đây. Vận trình của bản mệnh sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két. Đặc biệt, nếu bản mệnh tránh được ba điều cấm kỵ này, thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, có những thời điểm trong cuộc sống của một con người đã qua thì sẽ không bao giờ quay lại, nó như là tuổi thơ.
như những lúc ngây ngô còn đi học, hoặc những khoảnh khắc vô tư bước vào đời, đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà ta thường hồi ức lại, bần thần mà nhớ lại. Có những thời điểm đã qua sẽ không bao giờ muốn nhớ lại, vì mỗi lần nhớ lại chỉ thấy tức mình ngu. Nó có thể là lần đầu tiên bị phụ tình, lần đầu tiên bị ngoại tình, lần đầu tiên bị lợi dụng, lần đầu tiên tin một ai rồi bị lừa dối, hay lần đầu tiên cho vay tiền, lần đầu tiên hồn hạp làm ăn, lần đầu tiên bị thị phi đặt điều hãm hại, nhớ lại mà tức. Nhưng không phủ nhận một điều, trải qua những sự ngây ngô, dại khờ đấy, bị đời đánh cho sấp mặt đấy, mới khiến nhân cách ta được tròn trịa, mới khiến nhân tính ta được vuông vức, mới dần hình thành cái chất, cái cá tính, cái con người của chính ta để phù hợp với những biến động của cuộc đời. Vào nửa đầu năm 2024, với Nhâm Tý sinh 1972 chính là khoảng thời gian như thế, nó là nửa năm trắc trở và khó khăn, là nửa năm vỡ òa trong tuyệt vọng, là nửa năm vất vả rồi ngược xuôi, là nửa năm suy tư đầy mỏi mệt, nó là nửa năm mà Nhâm Tý sẽ lớn mau, Nhâm Tý sẽ lớn mạnh, bị ép phải chiến, bị ép phải ngộ, bị ép phải khai phá hết những khả năng, bị ép phải nhận thức, tính toán đường đi, nước bước trong cuộc đời. Nửa đầu năm, Nhâm Tý sẽ thật sự muốn quên, nhưng muốn quên là ở hiện tại, còn một vài năm sau nhìn lại, Nhâm Tý sẽ hiểu có những điều xảy ra vì nó cần phải xảy ra, có những nỗi đau hay sự tiêu cực tồn tại vì nó có tác dụng cần phải tồn tại trong cái bức tranh tổng quan cuộc đời lớn. Nửa đầu năm 2024 là khoảng thời gian để lại dấu ấn rõ rệt đầu tiên trong cuộc đời Nhâm Tý, nó kéo dài cho đến suốt những năm tháng sau này. Một số dấu ấn của năm 2024 sẽ là nền tảng của sự thành công, sẽ là lý do của sự thành tựu hoặc giúp Nhâm Tý thoát khỏi cái sự vật vờ, bước vào sự có chí, xây dựng một cuộc đời trọn vẹn, tương ứng với khả năng của chính mình. Nên nếu Nhâm Tý mất tiền năm nay thì hãy cứ cười nhẹ một cái. Nếu Nhâm Tý bị phụ tình năm nay hãy cứ cười nhạt một cái. Nếu Nhâm Tý bị người lừa, bị mất việc, bị thua thiệt, bị cố nhiều mà thành công cốc, hãy cứ điềm nhiên một cái. Vì phá rồi lại lập, mất rồi lại được, che già măng mọc, cổ thụ lụi mầm non trổ, là quy luật thường của tạo hóa, là lẽ bình thường của nhân sinh. Tất cả những gian truân bạn phải đối diện, người thành công nào cũng từng phải đối diện cả. Bạn muốn giàu sang, bạn tìm phú quý, bạn kiếm chân tình, bạn mong nhân sinh tròn trịa, thì sự khó của 2024 là một phần giá mà Nhâm Tý phải trả cho những điều mà bản thân họ mong muốn. Hết tháng 6 âm lịch, Nhâm Tý sẽ được qua hạn và trả lại vận, mở ra một chu kỳ nhân sinh mới, một cuộc hành trình hanh thông thuận lợi mới, một uy thế mới với nhiều may mắn. Hợp thời xuyên suốt 2024, nên họ có thể trước hô mưa gọi gió trên sới bạc, sau có thể dần ổn định được cuộc đời, xử lý hết tàn dư của quá khứ. Cuối cùng sẽ đến một lúc họ biết ơn tất cả những việc khó đã xảy đến ở thời gian trước và tự cảm ơn bản thân, cảm ơn ta đã kiên cường cùng chính ta, kinh qua những ngày sóng gió. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tháng mới của người tuổi Nhâm Tý có thăng có trầm, có tăng tiếng, nhưng cũng nếm trải không ít khó khăn và vất vả. Mọi chuyện từ công danh, tài lộc tới tình cảm đều sẽ có điều phải trăn trở, nhưng rất may là kết quả cuối cùng không tồi, xứng đáng với nỗ lực mà bạn bỏ ra. Trong tháng, có sự xuất hiện của cục diện tương hại thái tuế, ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh, công việc chịu áp lực từ cấp trên hoặc đối tác. Con giáp này có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể. Trái ngược với những điều không mấy tích cực về công việc, Nhâm Tý lại đón không ít tin vui về đường tài lộc. Các sao tử vi tốt giúp những người tuổi Nhâm Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Đường tình duyên lại không được như ý, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng liên quan đến chuyện tiền bạc. Người độc thân dù có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới, đây là tín hiệu tốt, nhưng cũng cần cẩn thận tránh bị lừa gạt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong tháng 6 âm lịch này, bản mệnh gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành, sức khỏe được đảm bảo, tuy nhiên, hung tin vẫn rình rập, nên vẫn cần chú ý giữ an toàn cho bản thân. Tiếp theo sau đây
sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, bước sang tháng Tân Mùi, người tuổi Nhâm Tý được khuyên nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể, vì vậy hãy đảm bảo bạn có đủ sức khỏe để cáng đáng công việc và vượt qua thử thách. Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại, công việc trong tháng sẽ phải đối mặt với không ít thăng trầm, thậm chí ngay cả những việc làm quen tay trước đó cũng phát sinh sự cố bất ngờ, khiến cho bạn không kịp trở tay. Điều này cho thấy bạn làm việc gì cũng phải chuẩn chỉnh và cẩn thận, đừng nghĩ vì là việc quen nên nhắm mắt cũng làm được, từ đó dẫn đến những sai sót không đáng. Tiến độ có phần trì trệ, bản mệnh thường xuyên đưa ra những phán đoán thiếu chính xác, khiến con giáp này bị cấp trên nghi ngờ. Đối tác cũng không mấy tin tưởng bạn như trước đó, nhiều người có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết, tuy nhiên đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ. Tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Dù tham vọng của bạn đang rất lớn, nhưng vận khí không ủng hộ thì cũng không nên bất chấp hay đánh cược những gì mình đang có. Đến cuối tháng, vận trình sẽ có phần dễ thở hơn nhờ một vài cát tinh xuất hiện kịp lúc, nhất là sự tương trợ của sao Giải Thần và Tử Vi. Tại thời điểm này, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên với khả năng xoay chuyển tình thế tài tình của mình. Có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng mới cho biết, nhờ có được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Tý có cơ hội kiếm thêm đồng ra, đồng vào, tuy tiền bạc vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng không đến mức túng thiếu vay mượn, nợ nần khắp nơi. Điều này có thể coi là một tín hiệu vô cùng tích cực cho bạn trong khoảng thời gian sự nghiệp có thách thức lớn như hiện nay. Lại thêm nguyệt lệnh lâm trường sinh ủng hộ, người làm kinh doanh lại càng có lợi. Tháng này tình hình buôn bán khá tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh, con giáp này có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng vội kẻo đối mặt với rủi ro. Hơn nữa, các sao tử vi tốt cũng sẽ giúp những người tuổi Nhâm Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ, thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau, bản mệnh cứ tiếp tục chăm chỉ như hiện tại thì chẳng mấy chốc mà tích góp được một khoản kha khá. Càng về cuối tháng càng bận rộn, nên bạn hãy đảm bảo mình có đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc. Dù vậy, bạn cũng chớ nên chủ quan, bởi tháng này vẫn còn tương hại rình rập, vận may có thể tan biến trong chốc lát nếu bạn không có kế hoạch tài chính cụ thể và khôn ngoan. Bên cạnh đó, cũng phải đề phòng tiểu nhân rình rập tìm cách chiếm đoạt lợi ích của bạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch. Con đường tình duyên của tuổi Nhâm Tý không được như ý, ban đầu nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh đào hoa khởi vượng, những tưởng bản mệnh sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ, vì nhân duyên quá vượng cũng kéo theo không ít rắc rối. Vận đào hoa giúp người độc thân có nhiều cơ hội lựa chọn người thực sự phù hợp, là một nửa của mình, bạn sẽ có thêm những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới. Nếu chủ động mở lòng thì tình hình sẽ có tiến triển, tuy nhiên, dù đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần cẩn thận, tránh bị lừa gạt, đặc biệt hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Với các cặp đôi, những mối quan hệ khác giới của đôi bên khiến cả hai bạn thiếu tin tưởng vào đối phương, ghen tuông, nghi ngờ thường xuyên, xảy ra bất hòa liên miên, một số cặp đôi còn dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng liên quan đến chuyện tiền bạc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng này, tình hình sức khỏe của Nhâm Tý nhìn chung không có vấn đề nào cần phải lo lắng, bản mệnh được các tinh che chở nên gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Sức khỏe được đảm bảo, dù có bệnh thì cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì cứ chăm chỉ tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên, hung vận rình rập nên vẫn cần chú ý giữ an toàn cho bản thân, đặc biệt cần phải chú ý nhiều hơn khi đi lại, tham gia giao thông, đề phòng mắc phải họa huyết quang xảy ra va quẹt trên đường. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch cực may mắn, tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn bản mệnh sẽ có doanh thu bất ngờ.
Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh lá. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Đầu tuần có thể là thời điểm khó khăn với người tuổi Nhâm Tý khi Tỷ Kiên xuất hiện gây nên một sự hỗn loạn, đảo lộn các kế hoạch mà bản mệnh đã vạch ra từ trước đó. Cũng vì lý do này mà trạng thái tinh thần của những người tuổi Nhâm Tý lên xuống thất thường, đôi khi còn cáu gắt và bực bội. Cũng may tới giữa tuần có các tinh thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, giúp cho con giáp này không vì thế mà chịu quá nhiều thiệt hại. Rất may là bạn nhanh chóng nhìn thấy được sai sót của bản thân và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp lại những sai lầm trước đó. Tài lộc trong tuần không nhiều lắm, có khoản thu vào nhưng chi tiêu cũng không ít, bạn không kiếm được nhiều mà còn có nguy cơ mất thêm tiền. Do những tính toán nhầm lẫn, lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn, kẻo trắng tay lúc nào không hay. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, tuổi Nhâm Tý đừng quá nóng vội, bạn chưa tìm thấy định mệnh của đời mình, nó làm bạn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy biết hài lòng hơn với thực tại. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng, hung tinh thái tuế tác động, người tuổi Nhâm Tý phải chịu không ít khó khăn và thách thức trong tuần này. Đầu tiên phải kể đến đường công danh, sự nghiệp không được ổn định cho lắm, con giáp này nên hạn chế tối đa những mâu thuẫn, tranh cãi với người khác ở thời điểm này để tránh những thị phi không đáng có. Đặc biệt, tuần này Nhâm Tý được nhắc nhở nên có thái độ đúng mực với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dù có những quy định khiến bạn không thoải mái. Nhưng nếu đã ở trong môi trường tập thể thì bạn không thể thích gì làm nấy. Bên cạnh đó, hãy dè chừng họa thị phi ganh ghét từ người khác, họ có thể hãm hại bản mệnh bất cứ lúc nào. Nếu đang hy vọng tài lộc có khởi sắc, có lẽ bạn không nên quá trông đợi vào tuần này, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Việc đang làm thế nào cứ làm thế ấy là an toàn nhất. Nếu bạn có hành động mạo hiểm ở thời điểm này thì rất dễ xảy ra sai sót, thua lỗ. Chẳng những công việc và tiền bạc, tinh thần của Nhâm Tý cũng không mấy vui vẻ, khi người độc thân có thể sẽ thấy muộn phiền khi không tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Có thể cùng bản mệnh đi chung trên con đường dài phía trước, bạn vẫn nên mở lòng mình hơn, đừng để những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Vận khí tuần mới của người tuổi Nhâm Tý có thăng, có trầm, công việc nếu giữ được trạng thái ổn định đã là một điều may mắn. Bạn nên làm việc tập trung và chăm chỉ hơn để hạn chế những sai sót không đáng có. Vào thời điểm bất ổn này, bản mệnh cũng nên hạn chế việc triển khai kế hoạch mới vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Việc làm ăn kinh doanh cũng không thuận, mối quan hệ hợp tác xuất hiện trục trặc. Nguyên nhân là do hai bên không đủ tin tưởng, dẫn đến xung đột về nhiều mặt, chính điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của bạn trong tuần này. Nếu có ý định đầu tư, bạn chỉ nên bắt đầu từ những hạng mục nhỏ để hạn chế rủi ro. Chuyện tình cảm gặp không ít sóng gió, do bản tính cố chấp, bướng bỉnh của con giáp này, tuổi Nhâm Tý có xu hướng áp đặt suy nghĩ và cảm xúc lên nửa kia, dần khiến người ấy sinh ra sự phản kháng và chống đối lại bạn. Rắc rối cũ chưa được giải quyết mà mâu thuẫn mới đã phát sinh, khiến không khí đôi bên ngột ngạt. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý cũng có dấu hiệu giảm sút, một phần vì sức đề kháng giảm, phần là do tác động tiêu cực từ môi trường thời tiết. Đã vậy, công việc áp lực lớn cũng khiến tinh thần bạn luôn căng như dây đàn, tình hình này kéo dài sẽ rất dễ đổ bệnh. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Sự xuất hiện của tiểu hao là nguyên nhân chính khiến tài vận của Nhâm Tý sụt giảm, bạn sẽ phải khá vất vả để có thể bảo vệ thành quả của mình. Mà kết quả vẫn không mấy khả quan, thu chi mất cân đối, các khoản tích lũy cũng gặp nhiều trục trặc, mất nhiều hơn được. Chuyện buôn bán, làm ăn khó khăn do sức cạnh tranh lớn, cộng thêm biến động của thị trường. Một số hoạt động đầu tư hợp tác có thể bị đổ bể do không đạt được thỏa thuận về số vốn và lợi nhuận sau này. Vốn dĩ bản mệnh cũng giỏi tính toán và biết cách quản lý tài chính, nhưng đôi khi lại chủ quan nên mới phạm phải sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, đường công danh xảy ra chút rắc rối. Vào cuối tuần, hung tinh thiên quang là điềm báo có thị phi ập tới, kẻ xấu đâm đặt chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của bản mệnh. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, khi mà chiến tranh lạnh chưa chấm dứt,
mâu thuẫn giữa các cặp đôi vẫn chưa được giải quyết, bạn và đối phương thiếu kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày tâm sự, ai cũng có lý lẽ riêng mà không đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu và thông cảm hơn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng, chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng khí phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó chưa chắc con người đã bì kịp, ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Tượng hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý. Bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hậu, phong chức tước cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lạnh, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường, phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên phục vị. Nhất là hướng sinh khí thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Nhâm Tý sinh 1972 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tượng thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh 1972, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loại linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số 1 theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý vị thân mến, Phật dạy cách để tha thứ. Chỉ bằng cách buông bỏ mọi thứ và giải phóng bản thân, bạn mới có thể sống tự do, buông bỏ lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính bạn. Đời người ngắn ngủi, chừa một con đường sống cho người khác chính là chừa một con đường cho chính mình, lấy trách nhiệm mà trách móc bản thân, dùng tâm tha thứ mà tha thứ cho người khác. Tha thứ là một đức hạnh, một sự tu dưỡng, một trí tuệ và một nghệ thuật. Nếu bạn học cách tha thứ, bạn có thể cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm cho chính mình. Bạn có thể cảm thấy thanh thản khi một người đã phạm sai lầm không dễ để tha thứ cho họ. Có người sau khi bị tổn thương đã thề thốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Tuy nhiên, bạn nên nhớ trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Khi buông bỏ được thì phải biết buông bỏ ngay lập tức. Với một trái tim rộng lớn, bạn thực sự có thể tha thứ cho mọi thứ. Với những người đã làm tổn thương mình, chúng ta thường nghiến răng đòi họ phải trả giá. Nhưng cuối cùng có một ngày, bạn sẽ chợt nhận ra mình đã không còn hận nó nữa.
Lúc này trong lòng bạn mới hiểu ra rằng thời gian thật sự có thể pha loãng mọi thứ trong cuộc sống. Sự tha thứ có thể làm nên điều kỳ diệu, sự tha thứ có thể phục hồi những mất mát về tình cảm, sự tha thứ giống như ngọn đuốc có thể soi sáng con đường được mở ra bởi lo lắng, oán hận và trả thù. Tha thứ cho người khác cũng là một loại ảnh hưởng khích lệ giác ngộ, hướng dẫn đối với mình, có thể thôi thúc người ta bỏ ác làm lành, khiến kẻ lạc lối đi đúng đường. Tha thứ cho người khác không những làm người khác nhẹ nhõm, vui lòng, mà còn làm cho mình hạnh phúc. Chỉ bằng cách đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, dịu dàng, độ lượng và lòng tốt, chúng ta mới có thể khiến mình sống hạnh phúc. Tha thứ là một phẩm chất cao quý, một sức chịu đựng phi thường và một trạng thái siêu phàm có thể làm cho tâm hồn con người trưởng thành, tinh thần phấn chấn và trái tim phong phú. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tự sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.